Kể từ khi ra mắt vào năm 1983, Toyota Camry đã trở thành mẫu xe sedan phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 21,4 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu tính đến năm 2020 và được mệnh danh là vua của các dòng xe sedan. Tại Việt Nam, Toyota Camry đã ghi đậm dấu ấn trong tâm trí khách hàng như biểu tượng của sự thành công, mang thương hiệu của các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao và chủ doanh nghiệp. Thậm chí đã có những câu cửa miệng gắn liền với dòng xe Camry mà ai cũng đã từng nghe qua như ở nhà lầu, đi xe Camry. Ngày hôm nay, hãy đi cùng Auto Việt Nam để tìm hiểu chi tiết về chiếc Toyota Camry phiên bản 2022 để xem mẫu xe sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản được trang bị và nâng cấp những gì trên phiên bản mới nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Sau Toyota Corolla Cross, Toyota Camry là chiếc xe thứ hai tại Việt Nam được trang bị khối động cơ hybrid, mở ra một kỷ nguyên mới dành cho các mẫu xe tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Camry 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam với tổng cộng là 4 phiên bản cùng mức giá bán khởi điểm từ 1 tỷ 050 triệu tới 1 tỷ 450 triệu đồng. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về phần giá bán trên từng phiên bản, mình sẽ đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi. So với phiên bản trước, xe vẫn sở hữu kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao vẫn được giữ nguyên với thông số lần lượt là 4.885mm x 1.840mm x 1.445mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.825mm, khoảng dáng gầm 140mm. Trước đây, Toyota Camry được mặc định dành cho các khách hàng trung niên với thiết kế chững chạc so với các đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên, bước sang thế hệ thứ 8, người dùng đã có cái nhìn khác về mẫu xe sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản. Camry 2022 phiên bản nâng cấp ngày càng cho thấy sự trẻ hóa trong phong cách thiết kế của Toyota. Điều này giúp cho Camry mở rộng đến với những đối tượng khách hàng là những người trẻ. Theo đó, lưới tản nhiệt của Toyota Camry 2022 đã được mở rộng với những hình thang ngược. Hốc gió hai bên có thêm giải chrome mang đến sự sang trọng cho xe. Phong cách này khiến khách hàng dễ liên tưởng tới mẫu xe đàn anh Avalon đang được bán tại thị trường Mỹ. Cả 4 phiên bản Camry 2022 đều được trang bị cụm đèn trước bi LED dạng bóng chiếu, có khả năng tự động điều khiển, tự động cân bằng góc chiếu và có chế độ đèn chờ dẫn đường. Riêng 3 phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV được trang bị đèn pha thích ứng thông minh nằm trong gói Toyota Safety Sense, cũng được trang bị trên các dòng xe như Cross hay Fortuner. Ở phần thân xe, ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mâm 16 inch, các bản còn lại đều dùng la răng 18 inch, toát lên vẻ khỏe khoắn và thể thao. Bên trên thân xe, những đường nét dập nổi vẫn được giữ nguyên như bản tiền nhiệm. Ngoài ra, cặp gương chiếu hậu ghi thêm điểm cộng trong mắt khách hàng với cách bố trí tách rời khỏi cột chữ A giúp hạn chế điểm mù, đi kèm là các tính năng như gập chỉnh điện, tự động điều chỉnh khi lùi, nhớ hai vị trí, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ LED. Tất cả các phiên bản đều được trang trí cửa sổ viền chrome sang trọng, đi kèm tính năng chỉnh điện tự động lên xuống cho tất cả các cửa. Ngoài ra, 3 phiên bản cao cấp có thêm rèm che nắng cửa sổ chỉnh tay và rèm che nắng kính sau chỉnh điện. Tiếp đến phần đuôi xe, nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED có đồ họa mũi khoan hướng vào trung tâm. Ngoài ra, thiết kế phần trụ C của Camry 2022 vẫn kéo dài về phía sau, tạo nên một dáng fastback khá thời thượng, tương tự mẫu xe Kia K5 vừa mới được ra mắt gần đây. Tương tự ngoại thất, không gian bên trong của Camry 2022 vẫn sử dụng kiểu thiết kế bất đối xứng, trẻ trung và cá tính. Điểm mới duy nhất bên trong xe đến từ cụm màn hình giải trí đặt nổi bên trên bảng táp lô, hiện đại hơn đáng kể so với màn hình phiên bản cũ. Vô lăng xe được giữ nguyên thiết kế 3 chấu, vừa có phần trung tính, vừa có phần thể thao, được bọc da, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói. Phiên bản tiêu chuẩn 2.0G được trang bị vô lăng chỉnh tay 4 hướng, trong khi đó 3 phiên bản còn lại được trang bị vô lăng chỉnh điện 4 hướng, nhớ 2 vị trí và điều khiển hành trình thích ứng. Riêng 2 phiên bản 2.0Q và 2.5Q được tích hợp thêm lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Cụm đồng hồ táp lô dạng analog bán điện tử có thiết kế khá đẹp mắt và ấn tượng, hiển thị các thông số kỹ thuật sắc nét, dễ dàng thao tác, điều khiển và làm quen. Cần số của xe vẫn giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn, được bọc da và hướng về phía người lái. Trụ cần số cũng được bọc da sang trọng, giúp hạn chế bụi và cát bẩn lọt vào bên trong. Khu vực cần số được bố trí gọn gàng với các nút bấm khác nhau như chuyển chế độ lái, phanh tay điện tử, auto hold.
Bệ tì tay dành cho tất cả các vị trí ngồi trên Camry 2022 cũng được trang bị khá đầy đủ. Đặc biệt, giữa hai hàng ghế sau còn được trang bị khay đựng ly khá tinh tế. Ngoài ra, bệ tì tay của phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV có tích hợp nút chỉnh điện các hệ thống điều hòa, giải trí. Đây là điểm nhấn đặc biệt duy nhất trong phân khúc. Toyota Camry 2022 không có nhiều sự thay đổi về trang bị tiện nghi. Màn hình trung tâm giải trí trên phiên bản tiêu chuẩn 2.0G vẫn sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch đi kèm kết nối USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa. Trong khi đó, 3 phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV cao hơn sẽ sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch đi kèm là hệ thống âm thanh 9 loa JBL cao cấp. Hệ thống điều hòa trên phiên bản 2.0G được trang bị là loại tự động 2 vùng độc lập với cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, 3 phiên bản còn lại đều được trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đặc biệt, hàng ghế sau có thể điều chỉnh nhiệt độ cũng như tốc độ gió quạt độc lập thông qua nút cảm ứng tích hợp ở bệ tì tay trung tâm. Cả 3 phiên bản đều được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện. Đây là tiện nghi rất giá trị dành cho những ai thích hòa mình vào không gian xung quanh khi đi biển hay vào rừng xanh. Xe đã được nâng cấp chức năng sạc không dây cho tất cả các phiên bản. Đây là tính năng rất phổ biến trên các dòng xe hiện nay. Bên cạnh đó, những tính năng đã có sẵn từ phiên bản cũ như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, khóa cửa tự động theo tốc độ. Riêng hai phiên bản mới đó là 2.0Q và 2.5HV đã được tích hợp thêm màn hình thông tin trên kính lái HUD giúp người lái vận hành và kiểm soát xe an toàn hơn. Ghế lái phiên bản tiêu chuẩn 2.0G điều chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Còn các phiên bản còn lại được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp bộ nhớ 2 vị trí, ghế lái hành khách chỉnh điện 8 hướng, lưng hàng ghế phía sau chỉnh điện. Không gian và các hàng ghế của Camry được nhiều người đánh giá là rất rộng rãi, thông thoáng, khoảng để chân và không gian trần đều có thể đáp ứng tốt cho những người có chiều cao trên 1m75. Không gian khoang hành lý của Toyota Camry 2022 cũng được đánh giá là rất rộng rãi, có thể để nhiều đồ đạc có kích thước lớn. Xe được trang bị 3 khối động cơ tùy thuộc vào các phiên bản khác nhau bao gồm: phiên bản cao nhất sử dụng động cơ Hybrid 2.5 lít sản sinh ra 176 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 221 Nm, đi kèm động cơ điện tạo ra công suất tối đa là 88 kW và mô men xoắn cực đại đạt 202 Nm. Cụm động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp ECVT. Động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên sản sinh ra 207 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 250 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là khối động cơ 2.0 lít sản sinh ra 170 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 206 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT. Tất cả các phiên bản đều được sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước giống với các phiên bản cũ. Toyota Camry 2022 sở hữu những công nghệ an toàn nổi bật nằm trong gói Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn khác, mình xin phép được đặt bên trên màn hình giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Toyota Camry 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.